đóng cửa và những con đường nước không nên thế ta mua ở cái nào đóng cửa phủ đầm đầm đúng không nhưng mà theo nếu mà đóng vào á thì kỳ đầu luôn không phải phòng nghỉ chính phòng master tắm trong phòng nghỉ master chính này được cái là ban công nối dài từ phòng ngủ chính ra đến phòng khách luôn, này là ban công nối rất dài, sang bên này là phòng khách đây, từ phòng khách ra ban công luôn, đấy, cũng khá tiện. Khu vực này thì có thể để là máy giặt luôn này, đây là máy giặt. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ Vinhome tiêu chuẩn Ruby, có tại khu căn hộ Beverly.